Where are you from? France. France. Pap? Oh, France. France. Yeah. Thị trấn Đức Hòa, Long An. Giờ mình đang chạy vô chợ Đức Hòa. Đi ngang đây nhiều lần lắm mà chưa khi nào quay á. Mấy năm trước đi hoài, đi Đồng Tháp rồi đi hoài, đi ngang đi đường này nè. Nhưng mà toàn là quay đăng Facebook thôi, không có đăng YouTube. Lúc đó có kênh YouTube rồi mà sao không đăng, không biết nghĩ mà sao. Lúc đó không có chú tâm vô làm lập cái kênh YouTube rồi nhưng mà không chú tâm vô làm. Bỏ 4-5 năm, mới có năm nay mới bắt đầu làm thôi chứ lúc trước bỏ riết phải cứ đi chơi về cái đăng Facebook không. Bây giờ bắt đầu đăng YouTube rồi nè. Đang đi vô trên đường đi vô chợ Đức Hòa, Long An. Đông ghê à, cái chợ ơi. Dân tràn ra được. Mình vô đường bên hông nè. Đường bên hông chợ. Đông ghê. 9 giờ rồi, bây giờ là 9 giờ gần 9 rưỡi rồi. Mà cũng còn đông. Chợ này thấy quay thấy đông hơn cái chợ gạo bữa quay với văn quay. Còn chợ này thấy đông đông nè. Bán hai bên đường chật ních luôn. Này cái đường bên hông chợ chứ không phải trong nha, không phải trong lòng chợ nha. Rồi tới đây mình quẹo qua cái đường sau lưng chợ. Hả? À, bắt cá bên đây nè, sông ghê Đức Vợ Đức Hòa, thấy sông ghê chứ. Trời ơi, sông thiệt, thấy buôn bán tấp nập mà thấy sông rồi. Đây nè, nhà làm chợ đây nè, nhà làm chợ nè. Nhà làm chợ đó. Con này chạy đường ngoài. Chạy hết một vòng xung quanh bốn mặt rồi cái bắt đầu mình vô chạy vô lòng chợ nha. Nếu người ta cho thì chạy. Chú này chú bán chanh hả gì á? Bán giữa đường luôn, tem tôm cho bán giữa đường luôn. Lá ông Trinh. Nó bưng ra. À hình như lực lượng chức năng đi qua rồi phải sao bưng ra đó. Hình như lực lượng chức năng đi qua rồi cái bưng ra. Không biết phải không? Nó chợ này. Này bên hông chợ luôn. Chợ Đức Hòa thấy sung vậy chứ. Đây. Hi, hello. Hello. YouTuber. Where are you from? France. Pap? Oh, France. Yes. Good luck. À, bà đâu Pháp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên tình hình luôn nha. Này mặt sau nè đó, chợ Đức Hòa 1998 cũng ở đây ha. 1998 chắc mới xây lại á, vô đường ngay giữa. Ấy có xe chạy chạy vô luôn, giày dép khu này bán giày dép. Cái lòng chợ nó tới đó cái nó bích cái mình phải đi qua đây ngủ đi, nhưng mà cái chợ này thấy sung nè. Rồi hết rồi, chạy chào các bạn nha, cảm ơn các bạn đã xem kênh, hẹn gặp lại ở cái clip sau. Xin chào, bye bye.